mang đến những cảm xúc mãnh liệt. Bring your strong emotion. Thay đổi bản thân mình. Change yourself. Mang đến cho bạn những ảnh hưởng tích cực. Bring you positive impact. Hãy luôn ghi nhớ trong đầu bạn. Please don't add fear in mind. Neo lại những cảm xúc tuyệt vời. Stay with good feelings. Học tốt theo gương của những người thành công. Good at imitating the successful. Học theo những thói quen và phẩm chất tốt. Copy their positive habits and qualification. Được chia thành hai cấp độ. Identify with two levels. Giúp bạn củng cố tinh thần. Strengthen you spiritually. Đối diện với thành công hay thất bại. React to success and failure.